Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiến tranh trên bán đảo Đông Dương, như chúng ta đã biết, đã kết thúc từ rất lâu với sự chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam trên hai mặt trận Campuchia và biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2008, mồi lửa tại khu vực này đã từng manh nha bùng nổ trở lại. Cụ thể, tiếng súng và chiến sự đã nổ ra tại biên giới hai nước Thái Lan và Campuchia, xoay quanh việc hai nước tranh chấp chủ quyền quanh ngôi đền Prea Vihear, một ngôi đền có vị trí chiến lược do nằm ở ngã ba Lào, Thái Lan, Campuchia. Liên Hiệp Quốc và các quốc gia ASEAN sau đó đã rất quan ngại về sự leo thang quân sự này giữa hai nước. Người ta lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, nhiều quốc gia khác sẽ nhảy vào cuộc để bênh vực cho phe này hoặc phe kia. Ý muốn nói Việt Nam, Trung Quốc, Úc và Hoa Kỳ. Khi đó tình hình sẽ khó giải quyết hơn. Vậy cuộc chiến giữa Thái Lan và Campuchia đã diễn ra như thế nào và tình hình xung đột đã được giải quyết ra sao? Nguyên nhân căng thẳng Thái Lan-Campuchia leo thang. Nhìn từ trên cao có thể thấy, đền Prea Vihear nằm treo leo trên dãy núi Drang Reuk ở độ cao 525m, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 500km về phía Tây Bắc. Vấn đề là vị trí của đền lại không được phân định rõ ràng trong khu vực biên giới hai nước. Cụ thể, phân nửa đền nằm bên sườn quốc gia Khao Phrai Viham của huyện Kantharalak thuộc tỉnh Sisaket của Thái Lan. Một nửa đền lại thuộc tỉnh Prea Vihear của Campuchia. Đặc biệt do ngôi đền được xây trên một mỏm đá thuộc lãnh thổ Campuchia, nhưng lối dẫn vào ngôi đền Prea Vihear nằm trên một vách đá dựng đứng, treo leo và không thể tiếp cận từ phía Campuchia. Điều này có nghĩa là, để tham quan được di sản này, bắt buộc du khách phải đi từ cổng của vườn quốc gia Khao Phrai Viham của Thái Lan. Ngôi đền Prea Vihear vốn là được đế quốc Khmer xây dựng vào thế kỷ thứ 9 để thờ thần Shiva, vị thần sáng tạo và hủy diệt trong truyền thuyết Hindu giáo, cùng với các thần núi Sikhareshvara và Bhadreshvara. Chính vì nguồn gốc này nên nó có kiến trúc giống như đền Angkor Wat ở vùng đông bắc Campuchia. Đền Prea Vihear sau đó liên tục được hoàn thiện cũng như xây mới trong suốt nhiều thế kỷ qua, cả thời 7 đời vua của đế chế Khmer. Dù vậy, khi đế quốc Khmer phát triển đến cực điểm và bắt đầu suy tàn, cũng là lúc vương quốc Ayutthaya của người Thái, hay còn được biết đến dưới cái tên Simla, bắt đầu bành trướng. Họ liên tục mở rộng lãnh thổ sang phần đất vốn trước đó thuộc đế quốc Khmer. Sự việc này lên đến cực điểm khi trong Hiệp ước Thái Lan-Pháp năm 1867 đã quyết không công nhận quyền cai trị của Thái Lan trên Campuchia. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thái Lan tận dụng lợi thế Pháp đầu hàng năm 1940 để đưa quân xâm chiếm Đông Dương thuộc Pháp vào đầu tháng 1 năm 1941, mở đầu chiến tranh Thái-Pháp. Người Thái được trang bị tốt và đông quân hơn Pháp, dễ dàng chiếm được ưu thế. Tiếp đó, vào ngày 21 tháng 12 năm 1941, Thái Lan và Nhật Bản ký một liên minh quân sự bí mật tại Tokyo với nội dung Nhật sẽ giúp Thái lấy lại những lãnh thổ bị mất vào tay những thế lực thuộc địa Anh và Pháp. Để đổi lại, Thái Lan phải giúp đỡ Nhật Bản trong cuộc chiến chống lại đồng minh. Tuy nhiên, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Thủ tướng Bridi Phanomyong đã đồng ý trả lại những lãnh thổ đã chiếm cho Pháp như một điều kiện để được chấp thuận vào Liên Hợp Quốc mới. Khi đó, Thái Lan không đưa đền Prea Vihear vào lãnh thổ của mình. Nhưng đến ngày 15 tháng 6 năm 1962, khi Tòa án Quốc tế vì Công lý ở Den Haag, Hà Lan, viết tắt là ICJ, phán quyết đền Prea Vihear khoảng 900 năm tuổi thuộc lãnh thổ của Campuchia, nhưng không nói rõ về vùng đất xung quanh. Vì thế, cả hai nước Thái Lan và Campuchia đều nhận chủ quyền với khu vực rộng 4,6 km2 xung quanh đền. Thái Lan cũng phản ứng giận dữ với phán quyết trên. Bangkok còn đe dọa chấm dứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, cũng như các phản ứng khác. Dù vậy, Thái Lan dần dần miễn cưỡng trao lại ngôi đền cho Campuchia, nhưng chưa bao giờ rút quân từ các khu vực lân cận, vi phạm trực tiếp phán quyết của tòa án. Tranh chấp giữa hai quốc gia láng giềng bắt đầu bùng phát vào năm 2001, khi quân đội Thái Lan phong tỏa mọi ngả đường dẫn vào đền Prea Vihear suốt hơn một năm. Campuchia cho rằng đền Prea Vihear đã bị hư hại nghiêm trọng do một phần bị đánh sập trong giao tranh. Trong khi đó, Thái Lan phủ nhận tấn công ngôi đền và cáo buộc Campuchia biến một cơ sở tôn giáo thành căn cứ quân sự. Song cuộc tranh luận quyền sở hữu mới thực sự nóng sau khi Campuchia nộp đơn gửi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đề nghị công nhận Prea Vihear là di sản thế giới sau 46 năm tranh chấp. Đối với người Khmer, bảo vệ ngôi đền Prea Vihear là bảo vệ sự tự hào của một dân tộc. Còn đối với người Thái, chiếm lại Prea Vihear là phục hồi sự lãnh đạo của người Thái Lan trên đất cổ của người Khmer. Thái Lan lập tức khẳng định rằng phạm vi Campuchia xin đề cử bao gồm cả vùng đất mà Thái Lan tiếp tục cho là thuộc lãnh thổ của mình, bất chấp phán quyết năm 1962 bởi Tòa án Quốc tế vì Công lý. Tháng 1 năm 2008, Bộ Quốc phòng Thái Lan từ nội các năm 6 của Thái Lan kháng nghị việc Campuchia dự định đăng ký ngôi đền như là một khu di sản thế giới, trong khi không có thỏa thuận từ Bangkok. Tháng 3 năm 2008, Campuchia thông báo cho Thái Lan kế hoạch của mình để đăng ký đền Prea Vihear như là một di sản thế giới. Tiếp đó vào tháng 4, Thái Lan và Campuchia lập kế hoạch cho một cuộc đối ngoại về vấn đề trước khi đăng ký. Thái Lan vẫn cho rằng mình sẽ hỗ trợ việc đăng ký của ngôi đền,
nhưng quá trình phải không ảnh hưởng đến các tranh chấp biên giới. Ngày 18 tháng 6 năm 2008, Thái Lan và Campuchia hợp tác thông báo liên quan đến việc đăng ký ngôi đền. Ngày 2 tháng 7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc chấp nhận đơn xin của Campuchia để công nhận ngôi đền Phra Vihear như địa điểm di sản thế giới. Những người phản đối ở Thái Lan công kích quyết định của chính phủ Thái khi ủng hộ đơn xin của Campuchia, cho rằng làm như vậy là phá hoại lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Thái Lan. Họ cũng đã cáo buộc Thủ tướng Samak Sundarave là qua mặt nghị viện và ủng hộ đơn xin của Campuchia để đổi lấy những hợp đồng kinh doanh cho những đồng minh của Thủ tướng bị lật đổ, Thaksin Shinawatra. Tối cao Pháp viện Thái Lan ra phán quyết đồng tình với những người phản đối. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2008, theo yêu cầu của chính quyền Campuchia, UNESCO, cơ quan giáo dục, khoa học và văn hóa thuộc Liên Hợp Quốc, chính thức ghi tên đền Phra Vihear vào danh sách tài sản chung của nhân loại. Sự kiện này đã làm cho mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng trở nên căng thẳng. Những nhà đấu tranh Thái Lan lo sợ rằng vị thế mới của ngôi đền sẽ làm cho việc đòi chủ quyền của Thái Lan tại khu đất bên cạnh trở nên khó khăn hơn. Và khoảng một tuần sau sự kiện trên, ngày 15 tháng 7 năm 2008, ba công dân Thái đã bị bắt trong lúc đang tìm kiếm cách tiến vào lãnh thổ Campuchia để đến khu vực đền Phra Vihear. Khoảng 40 binh sĩ Thái Lan sau đó tiến vào khu vực tranh chấp xung quanh đền Phra Vihear, chiếm đóng các vị trí trong khu đất thuộc một ngôi chùa Phật giáo gần đó. Hai ngày sau, ngày 17 tháng 7 năm 2008, Campuchia và Thái Lan đưa thêm binh sĩ tới vùng biên giới bị tranh chấp. Mặc dù hai bên đã đồng ý sẽ mở những cuộc thảo luận vào tuần kế tiếp để tránh một cuộc đụng độ quân sự. Theo chuẩn tướng Chiakel của Campuchia, Thái Lan có hơn 400 binh sĩ gần ngôi đền Phra Vihear so với 200 một ngày trước đó, và Campuchia có khoảng 800, tăng từ con số 380. Vào tối cùng ngày, khoảng 61 nhà sư cùng với 13 Niko và thường dân đến một ngôi chùa cách đền Phra Vihear chừng 220 thước về hướng Tây để chuẩn bị đón mừng ngày lễ Phật giáo. Các nhà sư Campuchia này phải ở trong chùa 3 tháng liền. Theo tập tục truyền thống lâu đời, họ không được ra sân để khỏi đạp lên cây cỏ và côn trùng. Khoảng 50 lính Campuchia sau đó tiến vào chùa, dự định ở qua đêm để bảo vệ an ninh cho các nhà sư và Niko. Tuy nhiên, lính Thái cũng tiến vào để đuổi họ ra, khiến hai bên đã có lúc gầm ghè chĩa súng vào nhau. Theo lời chuẩn tướng Campuchia Chiakel, tình trạng căng thẳng kéo dài trong vòng 10 phút, sau đó phía lính Campuchia rút đi. Chúng tôi đã kiên nhẫn và bình tĩnh để không xảy ra nổ súng, tướng Chiakel nói. Cho tới thời điểm này, quân đội hai bên coi như đã giáp mặt nhau và đã từng chĩa súng vào nhau, nhưng rất may chưa bên nào nổ súng trước. Ngày 18 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Samak của Thái Lan triệu tập một cuộc họp của các tư lệnh quân lực ở Bangkok để chuẩn bị cho cuộc họp với Campuchia. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia trong một bức thư gửi ông Samak cũng đã thúc giục ông Samak giảm bớt sự căng thẳng và ra lệnh cho các binh sĩ Thái rút đi. Sang ngày 21 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Teaban của Campuchia và tư lệnh quân đội Thái Lan Bunsrang Neampradit dự gặp gỡ Thái Lan để xoa dịu các cuộc căng thẳng. Tuy nhiên, cuộc thương thảo không đem lại kết quả gì. Sau đó, Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hong cho rằng không có cách nào khác hơn là kêu gọi sự can thiệp của Liên Hợp Quốc. Ngày 22 tháng 7 năm 2008, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN họp để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến việc đối đầu quân sự giữa Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, không tháo gỡ được sự tranh chấp, biến đây thành một cuộc thử thách chưa từng thấy trong lịch sử của khối liên minh này. Ngày 23 tháng 7, căng thẳng bắt đầu bùng lên khi Thái Lan cáo buộc Campuchia là đang nhắm đến việc đòi thêm đất của Thái Lan và có truyền đơn giải tại thủ đô Phnom Penh kêu gọi tẩy chay hàng hóa Thái. Để đối phó với các nỗ lực ngoại giao của Campuchia, Đại sứ Thái Lan ở Liên Hợp Quốc Don Pramuk Winna nói Campuchia muốn mang vụ tranh chấp ra trước Hội đồng Bảo an vì mục tiêu của Campuchia không chỉ là Phra Vihear mà là toàn thể khu vực biên giới chung. Don tuyên bố với đài phát thanh Business Radio ở Bangkok rằng Campuchia muốn buộc Thái Lan phải công nhận một bản đồ có từ thời Campuchia còn là thuộc địa Pháp như văn kiện chính thức về đường phân chia ranh giới giữa hai nước mà nhiều khu vực có sự tranh chấp. Bản đồ do chính phủ Pháp vẽ thường có khuynh hướng thiên về Campuchia và chính phủ Thái Lan không công nhận bản đồ này, nói rằng được vẽ ra để làm lợi cho Pháp. Thái Lan thường dựa vào một bản đồ do vẽ ra thời gian sau đó với sự trợ giúp kỹ thuật của Hoa Kỳ. Tuy vậy, đã công nhận một phán quyết của Tòa án Quốc tế đưa ra vào năm 1962 rằng ngôi chùa Phra Vihear thuộc chủ quyền của Campuchia. Lúc này, cả hai bên đều nói là sẽ không dùng đến vũ lực, tuy nhiên đã có khoảng 4.000 lính tập trung nơi đây. Ngày 29 tháng 7, cả Campuchia và Thái Lan đều cho thấy họ sẵn sàng rút bớt quân đóng tại khu vực tranh chấp biên giới, nhưng chưa có bên nào chịu đi bước đầu tiên. Campuchia sẵn sàng rút quân, nhưng cũng nói Thái Lan trước hết phải đưa quân của họ ra khỏi một khoảng đất đang có tranh chấp gần Phra Vihear. Ngày 31 tháng 7, khoảng 70 lính Thái chiếm đền Chamon Thom được xây từ thế kỷ thứ 13 ở vùng biên giới phía tây bắc của Campuchia, mở đầu một hành động gia tăng cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước. Dù rằng không nổi tiếng như Angkor hay đền Phra Vihear, nhưng đền Chamon Thom được coi là những kỳ quan của triều đại Khmer cổ xưa.
Đền này được xây dựng vào thế kỷ thứ 13 như một trạm nghỉ dọc theo con đường nối Angkor với khu vực nay là vùng đông bắc Thái Lan. Lính Thái đã trấn đóng tại đây từ năm 1998, nhưng cả hai đều cho rằng khu đất có di tích ngôi đền Khmer cổ này là của mình. Ngày 4 tháng 8, tham mưu trưởng Bunsrang Nuon Pradit của quân đội Thái Lan yêu cầu Campuchia rút quân khỏi đền Chameon Thom nằm trong khu vực biên giới chung, đánh dấu cho tình hình căng thẳng xung quanh đền Priavaihir đã bắt đầu lan rộng. Ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Campuchia đã lặp lại lời kêu gọi có một giải pháp hòa bình trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan, đưa ra lời cảnh báo rằng nền kinh tế của cả hai nước sẽ bị ảnh hưởng nếu cuộc tranh chấp này bùng nổ thành một cuộc chiến. Nhiều nỗ lực hòa giải sau đó tiếp tục được đưa ra, tuy nhiên vẫn không đi đến được giải pháp nào. Cuối cùng vào ngày 3 tháng 10 năm 2008, lính Campuchia và Thái Lan đã chính thức nổ súng bắn nhau tại khu vực biên giới có tranh chấp, gần đền Priavaihir. Vụ nổ súng xảy ra lúc 3 giờ 45 phút chiều, kéo dài gần 3 phút đồng hồ, khiến hai binh sĩ Thái Lan và một binh sĩ Campuchia bị thương. Cuộc chạm súng xảy ra khi khoảng một chục lính Thái tiến vào khu vực tranh chấp gần đền Priavaihir. Lính Thái bị lính Campuchia chặn lại và sau đó buộc phải quay trở về phần đất của mình. Lính Thái khai hỏa sau khi trở về vị trí cũ, thoạt đầu bắn súng phóng lựu M79, rồi sau đó bằng M16. Phía lính Campuchia bắn trả một quả B40 và sau đó bằng AK-47. Vụ nổ súng đã tạo ra tiền lệ vô cùng xấu. Chiến sự giữa hai nước láng giềng cũng leo thang từ đây. Vào thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2009, theo các quan chức Campuchia, khoảng 100 binh sĩ Thái Lan có vũ trang đã xâm nhập vào sâu bên trong lãnh thổ Campuchia khoảng 1 km, cách ngôi đền tranh chấp cổ Priavaihir khoảng 2 km. Tuy nhiên, binh sĩ Thái Lan đã rút khỏi khu vực trên sau khi có cuộc nói chuyện giữa các chỉ huy Campuchia và Thái Lan. Chỉ huy quân đội Campuchia, ông Jim Pin, nói, binh sĩ Thái Lan sau đó đã rút khỏi khu vực này, không có đụng độ quân sự trong thời gian đối đầu. Trong diễn biến ngắn ngủi này, một binh sĩ Campuchia nói tình hình rất nóng, tất cả các lực lượng quân đội Campuchia tại khu vực này đã ở trong tình trạng báo động và sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, quân đội Thái Lan đã phủ nhận cáo buộc này. Phía Thái Lan cho rằng họ chỉ duy trì một số ít binh sĩ tại một khu vực tranh chấp nơi mà binh sĩ hai bên đã cắm chốt kể từ khi xảy ra đụng độ hồi tháng 10 năm 2008. Các cuộc thương lượng sau đó không đưa ra được thỏa thuận nào mang tính đột phá. Hai bên đồng ý thành lập các nhóm tuần tra chung để tránh gây phức tạp thêm tình hình. Tư lệnh quân đội Thái Lan phụ trách khu vực Đông Bắc, Thiếu tướng Wibunsak Nipam nói, quân đội cả hai bên đang có mặt trong khu vực tranh chấp và chúng tôi đã không vượt biên giới sang lãnh thổ Campuchia. Tiếp đó vào ngày 31 tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo rằng giao tranh sẽ nổ ra nếu binh sĩ Thái Lan tiếp tục vượt biên giới sang. Tôi nói trước với các vị, nếu các vị thâm nhập lãnh thổ Campuchia một lần nữa, chúng tôi sẽ đánh. Binh sĩ ở biên giới đã nhận được lệnh rồi. Tôi là nhà lãnh đạo Campuchia, được dân bầu chứ không phải lên nắm quyền bằng việc cướp quyền. Thế nhưng lời cảnh báo trên gần như không mấy tác dụng, bởi vào sớm thứ 6, ngày 3 tháng 4 năm 2009, các binh sĩ Thái Lan và Campuchia đã nã đạn bằng súng đại liên và phóng lựu vào nhau dọc theo khu vực biên giới. Trong cuộc nổ súng thứ nhất, phía Campuchia đã bắn vào một toán quân Thái Lan khoảng 60 người khi họ tiến vào lãnh thổ Thái Lan, gây ra một trận đánh kéo dài khoảng 10 phút. Theo Jim Keang, một cấp chỉ huy Campuchia ở biên giới, không có tổn thất nào trong lần này. Trong vụ va chạm thứ hai, theo phía Campuchia, lính Thái đã bắn súng phóng lựu vào lãnh thổ của họ. Phía Thái Lan bác bỏ lời tố cáo này. Một khu chợ Campuchia nằm gần biên giới đã bị cháy vì đạn của Thái Lan, nhưng chợ không mở lúc đó nên không có ai bị thương, theo các binh sĩ Campuchia nói lại. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia, ông Kio Kanharit, nói có 4 lính Thái thiệt mạng và 10 người khác bị bắt trong hai cuộc chạm súng. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, chỉ có một người lính của họ thiệt mạng, 7 người khác bị thương và không ai bị bắt. Trong khi đó, hai sĩ quan Thái Lan từ chối không cho biết tên, nói có 2 binh sĩ thiệt mạng và 10 người bị thương. Các cuộc đụng độ diễn ra cách nhau vài giờ, gần như cùng một nơi. Hai bên đã ngừng bắn. Cấp chỉ huy hai phía nói chuyện với nhau. Theo lời thiếu tá Nosarath, một sĩ quan Campuchia tại mặt trận. Sau cuộc nổ súng trên, hai nước đã tổ chức cuộc gặp mặt cấp cao để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, giao tranh vẫn không dừng lại. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2010, chính quyền Campuchia lại bắt giữ 7 người Thái, gồm 5 đàn ông, 2 phụ nữ, về tội danh đi vào đất Campuchia bất hợp pháp. Báo Bangkok Post số ra ngày 12 tháng 1 năm 2011 giải thích Thủ tướng Thái Aphisit đã bổ nhiệm một dân biểu có vị thế quan trọng tại quốc hội là ông Panik Vikitsret đi thu thập các dữ kiện về dân Thái Lan sống tại vùng biên giới Thái Cam. Tuy nhiên, không rõ lý do gì, ông Panik đã cùng ông Vera Somwakit, một người cầm đầu phe áo vàng nổi tiếng chống Campuchia, và 5 người nữa đi vào lãnh thổ Campuchia. Giữa lúc tình hình đang nóng lên như thế thì lính biên phòng Thái Lan lại nổ súng bắn 11 người dân Campuchia đang đi kiếm củi tại biên giới, làm cho một người chết và một người bị thương. Bất chấp lệnh ngừng bắn vào ngày 5 tháng 2 được ký giữa chính phủ hai nước, một đợt chạm súng thứ 3 xảy ra chiều ngày 6 tháng 2 năm 2011. Theo nguồn tin quân đội Campuchia, xung đột xảy ra vào lúc 18 giờ 35 phút giờ địa phương và phía Campuchia quy trách nhiệm cho lính Thái Lan đã nổ súng trước.
hai đợt chạm súng trong hai ngày liên tiếp, mùng 4 và mùng 5 tháng 2 đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng về cả hai phía Campuchia và Thái Lan. Kể từ năm 2008 đến đây, đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất tại khu vực đền thờ cổ Phra Vaheer, nơi có tranh chấp chủ quyền. Báo chí hai nước cùng khẳng định, số người tử vong cao hơn các con số chính thức được Phnom Penh và Bangkok công bố. Các phương tiện truyền thông Thái Lan cho hay, 64 lính Campuchia tử thương, thiệt hại nhân mạng về phía Thái Lan lên tới khoảng 30 người. Bộ Ngoại giao Campuchia khẳng định, trước hành động tấn công này, quân đội Campuchia không có lựa chọn nào khác là phải trả đũa để tự vệ và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Thông cáo trên cũng nêu rõ rằng, Campuchia cam kết tìm một giải pháp hòa bình với Thái Lan về vấn đề phân định đường biên giới theo các tài liệu hợp pháp hiện có hiệu lực mà hai bên đều phải tuân theo. Trước đó, phía Thái Lan cho rằng vụ giao tranh đầu tiên xảy ra là do hiểu lầm. Trong một phát biểu sau cuộc giao tranh chiều 4 tháng 2, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromia bác bỏ sự tham gia của bên thứ ba giải quyết tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tại đền Phra Vaheer. Bình luận của ông Piromia nhằm đáp lại lời đe dọa cùng ngày của Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hong kiện lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc quân đội Thái Lan xâm phạm lãnh thổ Campuchia. Ngày 6 tháng 2, Thủ tướng Thái Lan Apisit Vejaziga cho biết quân đội và Bộ Ngoại giao hai nước đang nỗ lực để tình hình trong khu vực trở lại bình thường sau 3 vụ đụng độ vừa qua. Thủ tướng Thái Lan nói thêm, các trận giao tranh trên chứng tỏ là Thái Lan phải luôn đề cao cảnh giác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Về phần mình, một viên tướng trong hàng ngũ quân đội Campuchia nhận xét tình hình tại chỗ còn căng thẳng và đôi bên đều trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, quân đội hai nước cùng làm việc chung trong ngày 6 tháng 2 để tìm cách cải thiện tình hình tại chỗ. Có một điều lạ là, mặc dù bắn giết lẫn nhau nhưng dân chúng Thái Lan và Khmer không thù ghét nhau và vẫn tiếp tục giao dịch buôn bán như không có gì xảy ra. Và thật ra, Bangkok và Phnom Penh cũng đã nhiều lần bày tỏ thiện chí muốn thương lượng trong hòa bình để tìm một lối thoát danh dự cho cả đôi bên. Nhưng tất cả đều thất bại vì sự chống đối trong nội bộ của mỗi bên còn quá mạnh. Cụ thể, phe đối lập Thái Lan tố cáo phe cầm quyền đã quá nhu nhược trong cuộc tranh giành chủ quyền trên các ngôi đền nằm trên làn ranh phân chia giữa hai nước. PAD, một đảng phái chính trị ở Thái Lan, thường được gọi với cái tên là Áo Vàng, đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ở Bangkok và khu vực biên giới để gây sức ép buộc chính quyền Thủ tướng Apisit Vejaziga giải cứu những tù nhân bị phía Campuchia bắt giữ. Áo Vàng cáo buộc ông Apisit yếu hèn khi đối phó với Campuchia và đòi ông từ chức. Và trùng hợp thay, các cuộc đọ súng nổ ra ở biên giới Thái Lan-Campuchia đúng vào thời điểm Áo Vàng gây náo động ở Bangkok. Phe đối lập ở Campuchia thì ngược lại, lên tiếng đòi Thái Lan trả lại bằng được cả ngôi đền Sdok Kok Thom, nơi thành lập vương triều đầu tiên của đế quốc Angkor, nằm sâu trong nội địa Thái Lan 1,6 km thuộc huyện Amphoe Arantjaprathet. Như vậy, tuy nhìn bề ngoài, vụ đọ súng dữ dội giữa Thái Lan-Campuchia xuất phát từ một xung đột về lãnh thổ giữa hai nước, nhưng trên thực tế, đó lại là kết quả của một cuộc chiến giành quyền lực trên chính trường Thái Lan và Campuchia. Đó là lý do vì sao mà vấn đề bị kéo dài suốt nhiều năm như vậy. Căng thẳng được giải quyết. Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2013, Tòa án Quốc tế ICJ tiếp tục ra phán quyết. Khu đất lân cận quanh ngôi đền Phra Vaheer theo bản đồ phụ lục 1, Campuchia đã trình lên ICJ là thuộc chủ quyền của Campuchia. Thái Lan phải rút quân đội, cảnh sát cũng như các lực lượng canh giữ và bảo vệ khác khỏi khu vực này. Trái với suy nghĩ của không ít người rằng, phán quyết lần thứ hai của Tòa án Công lý Quốc tế sẽ lại làm gia tăng căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, thì thực tế ngược lại. Thủ tướng Thái Lan Jingluk Sinawacha tuyên bố hài lòng với phán quyết của ICJ, cho rằng phán quyết này phần nào có lợi cho nước này, vì ICJ đã không xem xét đề nghị của Campuchia về phân định chủ quyền vùng đất có diện tích 4,6 km2 bao quanh ngôi đền, nằm giữa đường biên giới Thái Lan-Campuchia. Thay vào đó, ICJ gợi ý Thái Lan và Campuchia nên hợp tác thông qua các cơ chế song phương hiện hành như Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới để giải quyết tranh chấp giữa hai nước. Sở dĩ phía Thái Lan không tỏ lập trước mạnh mẽ như trước nữa bởi lúc này, căng thẳng chính trị tại nước này đã lên đến đỉnh điểm. Nếu sự chia rẽ giữa các phe phái tiếp diễn, nó sẽ không đem lại hậu quả nào khác hơn là làm suy yếu chính quyền đang nắm quyền và tạo điều kiện cho các đối thủ chính trị khác. Nếu trường hợp đó xảy ra, Thái Lan sẽ bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Và nếu như tình hình trở nên không thể kiểm soát nổi, thì rất có khả năng quân đội nước này sẽ lại nhảy vào chính trường để đưa Thái Lan ra khỏi bế tắc. Nếu như thế, người dân Thái Lan lại phải chuẩn bị hứng chịu những cuộc ẩu đả chính trị phức tạp, dai dẳng hơn, mà hậu quả cuối cùng là tình trạng bạo lực lan rộng trên khắp đất nước. Do đó, động thái dừng đòi hỏi của phía Thái Lan cho thấy bất ổn chính trị là nguyên nhân khiến nước này giảm leo thang căng thẳng. Cũng nhờ vậy mà bầu không khí tại biên giới hai nước sau đó đã bớt ngột ngạt hơn khi hai nước đồng tình với phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. Theo đó, Campuchia và Thái Lan phải lập tức rút binh sĩ khỏi khu phi quân sự tạm thời xung quanh đền Phra Vaheer và cho phép các quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tiếp cận khu vực này để giám sát lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia sẽ tuân thủ cam kết cùng Thái Lan ngăn chặn, kiềm chế các hoạt động có thể gây căng thẳng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng cường mối quan hệ tốt đẹp nhằm xây dựng một khu vực biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác.
ông Hun Sen kêu gọi lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia và Thái Lan bình tĩnh, chờ đợi kết quả thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về việc thực hiện phán quyết của ICJ để duy trì hòa bình ổn định. Như vậy, căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia có thể được xem là tạm lắng xuống, và một phần nguyên nhân quan trọng nhất đó là sự thiện chí từ cả hai chính phủ hai nước. Hiện tại là vậy, nhưng tương lai sau này vẫn chưa thể chắc chắn vì phe hiếu chiến ở cả hai nước đều rất nhiều. Một khi tiềm lực quân sự của bất kỳ bên nào vượt trội hơn bên còn lại và điều kiện thuận lợi, một cuộc chiến sự thực sự có thể sẽ lại nổ ra để Thái Lan hoặc Campuchia đòi hỏi vùng đất mà họ cho là của họ trong lịch sử.